chào mừng các bạn đến video kezen của công ty tư vấn trần đình cửu thưa quý vị có một sĩ quan quân đội mỹ khi tham gia chiến tranh ở việt nam ông ta đã nói rằng cái kẻ thù đáng sợ nhất kẻ địch đáng sợ nhất là cái kẻ địch mà ông ta không nhìn thấy và trong cái rừng nhiệt đới đó các bạn ấy, ông ta bảo khi mà nhìn thấy được kẻ địch ấy, thì hoàn toàn là yên tâm nhưng mà sợ nhất là không nhìn thấy và lúc đó cực kỳ căng thẳng, cực kỳ áp lực và ông ta đã kết luận rằng cái nỗi sợ nguy hiểm nhất đó là những cái kẻ địch mà mình không nhìn thấy. Thưa các bạn, đối với một nhân viên sale và tiếp thị, chúng ta có hai cái kẻ địch. Kẻ địch thứ nhất đó là đối thủ cạnh tranh và kẻ địch này chúng ta hoàn toàn nhìn thấy, chúng ta an tâm. Và kẻ địch thứ hai là chúng ta không nhìn thấy, đó chính là bản thân mình. Thưa quý vị, Tôi có một người bạn cũng rất là kinh nghiệm về sale và marketing Ông ta đôi khi cay đắng nói như thế này Nghề sale là một nghề rất xót xa Bởi vì sao ạ? Khi chúng ta là nhân viên bán hàng hoặc là tiếp thị đấy các bạn ấy, Khách hàng họ mưa nhìn thấy chúng ta từ xa là họ bỏ chạy rồi Rồi có những trường hợp khách hàng họ vẫn lắng nghe Nhưng sau đó họ rất lịch sự từ chối Đặc biệt cũng có những khách hàng rất là hứng thú nghe Chúng ta trình bày đấy mời chúng ta tới công ty chúng ta trình bày họ rất hứng thú nhưng sau đó họ nói một câu là xin lỗi bây giờ chưa là thời điểm thích ứng để sử dụng đúng rồi chúng ta tụt cái mốt tụt cảm xúc của chúng ta đúng không các bạn và như vậy cái việc xe và tiếp thị đó ngày này ngày qua lập đi lập lại những cái việc bị từ chối từ chối và đến một ngày nào đó cái người nhân viên sale hoặc là nhân viên tiếp thị á là không chịu nổi cái áp lực đó mới nói thôi bỏ quát đi cho nó xong và thưa các bạn Đấy là cái nghề nghiệp xót xa đúng không Nhưng mà tại sao vẫn có những người sale cực kỳ thành công Vậy thì anh chị là nhân viên sale và marketing đó, Để thành công thì anh chị hãy cố gắng cai gen Qua một cái từ thôi Gọi là từ học Học tập các bạn nhé Vậy thì chúng ta sẽ học những thứ nào Thứ nhất là các bạn là sale và marketing Hãy học trong công việc Vậy thì trong công việc các bạn hãy học qua những cái thành công của các bạn hoặc là của bạn bè chung quanh. Và đặc biệt các bạn nên học qua những cái sự thất bại và cái sự thất bại đó nó mới đem lại rất nhiều giá trị và kinh nghiệm cho chúng ta. Đương nhiên chẳng có ai mong đợi sự thất bại. Nhưng khi sự thất bại xảy ra thì điều đáng buồn nhất sau khi thất bại xảy ra mà chúng ta không rút ra được bài học gì. Đó là một sự lãng phí cực kỳ. Điều thứ hai là chúng ta học. Học để tạo ra, học tạo ra cái cách học học để mà cai gen cái uh, tạo ra mối quan hệ anh à, chị cứ để ý định uh, những người xem thành công họ có rất nhiều mối quan hệ bởi vì sao các bạn sản phẩm được sản xuất ra thì không thể nó tự động mà chạy tới khách hàng được mà bắt buộc phải có sale phải có marketing để mà truyền tải để mà tiếp xúc với khách hàng do đó anh chị cần phải cai gen cái việc mà tạo được cái mối quan hệ hãy học tập những người sale thành công họ rất giỏi chuyện đó thường đó là những người họ rất là khiêm tốn này họ luôn luôn lắng nghe họ rãnh ràng là hiểu khách hàng và họ rất là tích cực để tạo ra một cái môi trường thân thiện trong quá trình giao tiếp ứng xử các bạn nhé và điều thứ ba là thưa các bạn điều thứ ba học này mới là quan trọng nữa này khi chúng ta học hai điều trên đó, là chúng ta học qua chúng ta và qua bạn bè những người chung quanh thì cái số lượng bài học chắc chắn nó rất là nhỏ nó hữu hạn vậy thì chúng ta nên học ở một điều nữa là học qua sách vở và thưa các bạn về sale marketing nó có hàng chục ngàn cái đầu sách và các tác giả họ đã tâm huyết họ viết ra thì các bạn đọc cả một cuốn sách đôi khi chúng ta rút ra được một điều và chúng ta ứng dụng như vậy thì người ta đã chắc chưa cả đời ra được những bài học như thế và vô số bài học vậy tôi kêu gọi các bạn hãy học qua sách vở đừng kêu là một sách các bạn nhé vậy là một người xem, và người marketing muốn trở thành rất là giỏi chuyên nghiệp của nghề của mình các bạn hãy học tập để cai sen, vượt qua được cái chính bản thân mình cái kẻ thù mình không thấy đó là chính bản thân mình vượt qua được cái nỗi sợ của chúng ta chúc các bạn thành công và phát triển